Hello teacher. Nó cột này tắt tiếng rồi. Rồi đây đây cô đây rồi. Hello Vinh, sorry Vinh cô vừa trễ xíu nha, máy phải khởi động lại một chút xíu. Rồi, so how are you today? I'm fine, thanks. Ok, rồi How's sáng nay the con. weather in the night? What's the weather? It's very cloudy. It wants to rain so much. Kiểu như là trời rất là muốn mưa luôn nhưng mà chưa có mưa nổi. So it's very cloudy today. And it's kind of cold too, kind of cold. Hơi lạnh một chút xíu, it's quite cold. How about in Hạ Long? My weather in Hạ Long is same in the Đông Nai. It's so very cloudy, huh? It's rain. It's raining. Chúng ta nói it's raining. It's raining. Oh, okay, it's rainy. Wow. Okay. So, when did it start raining? Nó bắt đầu mưa từ khi nào? When did it start raining? Yesterday. Oh, yesterday. Wow. So is it cold? Is it cold? Ở chỗ em cũng hơi lạnh. Hơi lạnh đúng không? Rồi, hồi nãy cô nói như vậy nè. Để tới đợi cô xíu cô ghi lại nha. Hồi nãy cô nói là it's cloudy. Ok, được chưa? Cô nói là it's cloudy. It wants to rain. It's cloudy. Ok. It wants to rain so much. Tức là sao? Cái trời nó cứ nhiều mây như vậy thôi. Sau đó là trời nhìn rất là muốn mưa. Được chưa nào? Kiểu trên nhiều đã nhiều mây rồi còn chớ xong rồi còn còn nhiều mây đen nữa. It wants to rain so much, but it doesn't rain. It's not raining now. Okay, it's not raining now. Right. Thank you for asking about the weather. Okay. So do you want to go out in this weather? Do you want to go out when it's raining? Mình có muốn ra ngoài chơi khi trời mưa không? No. No, okay. So do you like rain? Mình có thích trời khí hậu mưa không nhỉ? Do you like rain? Okay. Which type of weather do you like? Which type of weather do you like? Sunny is too hot. Okay, sunny weather is too hot, right? Sunny weather is too hot. Okay, so anything else? How about cloudy weather? Do you like cloudy? Cloudy. Do you like cloudy weather? Cloudy weather is dark. Okay, right. Cloudy weather. Okay, chúng ta nói là cloudy weather makes It's too dark. the sky dark. Đó, thấy chưa? Bản thân cái khí hậu, bản thân cái thời tiết mà nhiều mây nó không có tối, nhưng mà thời tiết nhiều mây làm cho bầu trời tối. Chúng ta nói lại câu số 2 nào. Cloudy weather makes the sky dark. Cloudy weather makes the sky dark. Okay, good. Right. So how about windy weather? Windy weather makes the cold. Okay, windy weather. Okay. Makes me cold, đúng không nào? Khiến cho em thấy lạnh, đúng chưa? Windy weather makes me cold. Okay, really nice. Rồi, tính ra là chúng ta không có thích một cái kiểu thời tiết nào lắm luôn ý. Kiểu như là mỗi cái nó đều có cái mặt hại của nó, đúng không nhỉ? Mặt bất lợi của nó, đúng không? Dạ, mỗi loại thời tiết đều có cái mặt bất lợi của nó và mình đã kể ra được rồi. Chúng ta đừng như là chưa tìm thấy được cái nhóm thời tiết mà yêu thích của mình, đúng chưa nào? Okay, we have rainy, we have sunny, we have cloudy, we have windy. I like rainy because half rainy the plants are grow. Chúng ta đã đọc được không? I like rainy weather. Right? Because rain helps me now. Rains help the Đúng plants rồi, đúng rồi, chính xác. Because rain helps the plants grow. Good job. Rồi đọc lại một lần nữa nào. I like rainy I like weather. rainy weather because rain helps the plants Ok, rồi chúng ta ghi hết luôn cái khung này vô vở cho cô nha. Được chưa? Okay, can you write everything in your notebook, please? Which type of weather do you like? Sunny weather is too hot. Cloudy weather makes the sky dark.
Windy weather makes me cold and I like rainy weather because rain helps the plants grow. Được chưa nào? Right, are we done? Chúng ta sắp xong chưa? Cố gắng lên nhé. Are we done?
Rồi, ok, very good. Thank you so much. Rồi, phần này nếu mà chúng đã xong rồi thì cô sẽ xài đi ha. Ok, let's move back to the lesson. Chúng ta quay lại bài học thôi. Rồi, bài hôm qua mà cô đã nhờ mình chuẩn bị 24 đúng không nào? Chúng ta mở bài 24 ra nhé. In lesson 24, we're going to talk about traveling, texting and phoning. Rồi, Vinh dịch ba cái từ này ra cho cô nào. Traveling nghĩa là gì? Traveling. Traveling là gì? Bây giờ chúng ta tạm thời đừng có nhìn vô cái nhìn vô cái gì ta đừng có nhìn vô cái động từ đối ứng về sau. Đó, chúng ta có thể bỏ cái này đi thì chúng ta đã được từ travel nghĩa là gì? Nó đi du lịch. Ok, rồi và thêm cái đuôi in vào nó không thay đổi nghĩa là mấy, được chưa? Nó vẫn là đi du lịch thôi, được chưa nào? Ok, traveling ở đây vẫn là đi du lịch. Rồi, vậy thì texting này chúng ta biết là cái hành động gì không nhỉ? Mà nhắn. Ok, đúng rồi, texting này là nó bắt nguồn từ chữ text là động từ mà nhắn tin trên điện thoại, được chưa? Rồi, và phoning này sẽ là hành động gì đấy? Gọi điện thoại. Ok, đi du lịch, nhắn tin và gọi điện, được chưa nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái bài đọc hay là những cái bài nghe có liên quan đến các cái chủ đề sau đây, được chưa? Và học thêm một số từ vựng có liên quan đến các cái việc mà chúng ta đi du lịch nè, nhắn tin với bạn bè và phone là gọi điện thoại, được chưa nào? Rồi, now we move on to the vocabulary part. Bây giờ chúng ta qua với phần từ vựng. Rồi, ok. Email. Email, thank you. Email là những cái bức thư như thế nào nhỉ, bên nhỉ? Bức thư ơi. Thư như thế nào nhỉ? Chúng ta Gửi có tên qua mạng. thư gửi qua mạng, đúng rồi, rất tốt. Và cái tên tiếng Việt của nó là thư điện tử, được chưa nào? Đó, tên tiếng Việt của nó là thư điện tử, được chưa? Thư gửi qua mạng, đúng rồi. Good. Rồi, chúng ta có cái này là gì đấy? Message. Message nghĩa là gì? No. Rồi, ví dụ như bây giờ là chúng ta đang học như vậy đúng không? Sau đó là Zalo nó ting một cái thì đó là cái dấu hiệu mà you have a new message. Tức là có ai đó đã gửi cho mình một cái tin nhắn, đúng chưa nào? Đó, vậy thì message này ở đây là gì? Là tin nhắn, để cho tin nhắn, lời nhắn. Đọc lại cho cô. Lời nhắn, tin nhắn sẽ là Message. good, đúng rồi. Vậy thì khi mà cái Zalo hay là cái Facebook nó thông báo là you have a new message, tức là có ai đó đã gửi tin nhắn cho bạn trên cái ứng dụng đó, được chưa nào? Rồi, good. Rồi, cái này là gì đấy? Photo. Photo, thank you, good. Ok, next, we have a Next. text. Ở đây có thể là tin nhắn hoặc là văn bản, được chưa nào? Có thể tin nhắn hoặc là văn bản, được chưa? Hồi nãy cô nói là texting là nhắn tin trên điện thoại, chứ còn cái chữ text mà ở dạng văn tử ấy, nó có thể là tin nhắn hoặc là văn bản cho cô nhé, được chưa? Rồi. Tiếp. Rồi, what is this? You see this on YouTube all the Video. time. Ok, that's the video. Ok. Rồi, tiếp. Chúng ta thấy cái gì đây? What is this? Website. A website. Thank you. Website có nghĩa là gì? Đơn giản đó là trang, trang web thôi. Được chưa nào? Ok, trang web. Rồi. Phoning. Ok, he is phoning. Good. Hoặc là chúng ta có một động từ khác đó là gì? He is calling. Được chưa? Can you say it again? He is calling. Is phoning. À, chúng ta nói là he is phoning hoặc là he is calling đều được nhé. Được chưa? Nhớ cho cô, call ở đây sẽ bằng với phone. Rồi, ok. What is he doing? Make a video. Ok, he is making a video. Ok, được chưa nào? Hoặc là chúng ta có một động từ khác đó là gì? Film, filming, được chưa nào? Rồi, this is filming, this is calling and phoning, được chưa nào? And the second one is filming or making a video. Right? Okay, what is he doing? Take pictures. Okay, he is taking pictures, được chưa nào? Good. Right, very good. Right. What do you think? Write yes or no. Rồi, đến với phần bài tập đầu tiên thì chúng ta sẽ viết yes hoặc là no đối với những cái câu sau ha. Rồi, now look at the picture and then write yes or no on the screen for me. Nhìn lên trên màn hình, sau đó là đọc những cái câu mô tả.
Rồi xem qua những câu mô tả đó có đúng với cái bức tranh không ha. Đúng thì mình ghi yes, sai thì mình ghi no. Ok, please write yes or no on No. man is in the countryside. No. No, where is he? He is. He is go to the picnic by a river. Okay, he's going to the picnic by a river. But do you think that you can see a river? Do you think that you can go for a picnic in a city? Chúng ta có thể đi đi cắm trại dã ngoại ở trong thành phố được không? It's very difficult to do so. Để cho rất là khó để làm được cái việc đấy. Cho nên cái việc mà anh ta đi dã ngoại thì thường là sẽ phải về những cái vùng mà nó hoang sơ, nó hẻo lánh hơn để đi dã ngoại cho nó thoải mái. Để cho nào? Con có thử tưởng tượng coi là bây giờ ở trong thành phố lúc nào cũng khói bụi mù mịt, sau đó là xe cộ qua lại các kiểu đó, đúng không? Rồi mà mình đi cắm trại, đi dã ngoại dưới cái thời tiết mà vừa nắng nóng, sau đó là xe cộ còn qua lại inh ỏi thì nó hơi hơi bị khó chịu, đúng không nhỉ? Đó, phải đến một cái nơi nào đó yên tĩnh và mát mẻ thì đi phòng dã ngoại mới thích chứ. Ok rồi, you think is a no right, chúng ta nghĩ là no đúng không? Okay, one more time. Think carefully. The man is in the countryside. Yes or no? Yes. Okay, yes. And that is the correct answer. Thank you. Đây là cái vùng quê hẻo lánh được chưa nào? Đó, cho nên câu trả lời sẽ là yes. Okay. Do you think it's cloudy in the picture? The cloudy weather makes the sky dark. Okay, the cloudy weather makes the sky dark. Very good, But but like. in this picture, the sky is blue. Okay, that's right. The sky is very blue, so it's not cloudy. Okay, so it's not cloudy. All right, it's not cloudy. Why? Because there's only one cloud, đúng không? Chỉ có duy nhất một đám mây thôi, mà cloudy là phải rất là nhiều mây và trời nó phải tối sập đi cơ. Rồi. Vinh, two things are flying in this picture. Yes. Okay, so what are they? A kite and a toy helicopter. A toy helicopter. Do you think a toy helicopter can fly? Yes. Oh, okay, so if someone control it from afar, đúng không? Nếu mà ai đã điều khiển nó từ xa thì nó có thể bay được. Okay, nice. Okay, a helicopter and a kite are flying. Được chưa nào? Có hai thứ ở đây, chủ ngữ của câu này bao gồm có hai vật, để cho nào, một cái là helicopter, một cái là kite, cho nên cái động từ cái này cũng phải là số nhiều luôn, đó là are flying. Được chưa nào? Good. Right, the man came to this place by car. Do you think so? Người đàn ông đã đến chỗ này bằng một chiếc xe. Do you Yes. think so? Okay, yes. Because you see a what in the picture? No, I can see a red car. Okay, I can see a red car in the picture, or because he's next to a red car. Right? The weather is really cold there. Do you think so? Yes. Yes. It's very cold. No. It's cold, but why is it cold? He is wearing her shirt. Okay, he's wearing a His long sleeve shirt. Đúng không? Chúng ta nói là anh ấy đang mặc một cái áo tay dài, đúng không nhỉ? Long Yes. sleeve ở đây là tay dài. He is wearing a long sleeve shirt. Rồi, anh ấy đang à, rồi. Chúng ta tự hiểu nhé. Long sleeve shirt sẽ là áo tay dài. Chúng ta có muốn ghi xuống thì ghi. Rồi, nói lại cho cô. The weather is really cold there because he is wearing a long sleeve shirt. The weather is really cold there because he is wearing a long sleeve shirt. Okay, good. But I don't think it's very cold. No, it's not cold. Because if the weather is cold, he has to wear more clothes, not a long sleeve one. Nếu như mà trời lạnh thì anh ta sẽ phải mặc nhiều đồ hơn, hoặc là cái đồ nó phải dày hơn, chứ không có phải là cứ áo tay dài là trời lạnh đâu. No.
Đó, áo tay dài người ta mặc ra ngoài đường thì có vẻ nhìn đẹp, có vẻ nhìn lịch sự hơn thôi, đúng chưa nào? Đó, khi nào mà trời lạnh á, thì kiểu mình tệ mình sẽ thấy là gió này hay là tuyết, đúng không? Rồi sau đó là người này sẽ phải mặc nhiều đồ ấm hơn, được chưa nào? Ok, good. Rồi cứ suy nghĩ đơn giản thôi mình. Think simply. Suy nghĩ đơn giản thôi. Đấy. The man is only wearing a shirt, no coat or sweater. Thấy chưa? Không có áo khoác cũng như không có áo len luôn thì trời trời đâu có lạnh đâu, đúng chưa? Ok, good. Đấy. Rồi, cố gắng là nhìn vào vô cái bức tranh này và nhớ những cái thông tin cần thiết ha, bởi vì chúng ta sẽ qua đến cái phần tiếp theo cũng liên quan đến cái bức tranh này. Can you tell me what color is this man's shirt? The man's shirt is pink. Oh, the man's shirt is pink. Good. Right. Right. What animal can you see? I can see a duck. I can see a duck. Good. What color's the car? His car is red. His car is red. Easy. Right. How many trees are there in the picture? There are two trees in the picture. Good. There are two trees in the picture. What kind of hair has the man got? Đúng rồi, tức là người ta đang hỏi là tóc của anh ta là kiểu tóc gì? Tóc của anh ta như Curly, thế nào? Curly, curly. nhưng mà còn màu gì nữa? The brown, his hair is brown and His hair is brown and curly. Very good. Hoặc là chúng ta nói theo một cái kiểu khác cho cô. He has got, đúng không? Curly brown hair. Để cho nào. Rồi và chúng ta có thể thêm một cái chữ nữa đó là short. Cái này chúng ta học hồi lâu rồi. Đó là khi mà mô tả về tóc của một người, đầu tiên chúng ta nói về chiều dài tóc của họ trước. Được chưa? Rồi sau đó nói về cái kiểu tóc. Và cuối cùng là nói về màu tóc. Rồi sau đó mới thêm cái danh từ hair ở cuối câu. Đã. Rồi, nói lại cho cô đi. What kind of hair has the man got? He has got short curly brown hair. That's right. Rồi, xíu nữa chúng ta ghi lại cái câu hỏi và câu trả lời cho cô vô trong vở luôn nhé. Và chúng ta chỉ ghi câu số 5 thôi để ôn lại kiến thức, tại vì cái này chúng ta có học rồi, ôn lại này. Rồi, tiếp. Ok, that's curly. What's blue and in front of the tree? Not. What's blue and in front of the tree? No, in front of the tree, the blue things, it's a river. Okay, the blue thing is the river. Thank you. Good. Right. And do we have number seven? No, we don't have. Rồi bây giờ chúng ta dành chút thời gian để ghi cái câu này ra cho cô. Không cần ghi số 5 nhé. Không cần ghi số 5. Chỉ cần ghi câu hỏi là what kind of hair has the man got? And trả lời. Được chưa? Khi mà trả lời thì chúng ta xuống dòng cho cô nhé. Chúng ta ghi he has got short curly brown hair. Ôn tập lại về cái cách mà chúng ta mô tả tóc nào.
I will done. Chúng ta xong rồi À. đúng không? Rồi, good. Rồi, bây giờ chúng ta qua cái phần tiếp theo ha. Con chuột của cô đâu rồi? Okay, now picture A or B. Read the sentences and write A or B. Bây giờ chúng ta sẽ có một số cái câu mô tả được chưa? Oh no no no, not not right. Rồi, cái này chưa phải phần đó. Rồi. Rồi chúng ta bỏ qua cái tiêu đề đi. Cái tiêu đề nó không có liên quan lắm. Cái phần này mới quan trọng nè. Hey, look at picture A and B. A is on the left and B is on the right. A là cái bức hình bên trái và B là bức hình bên phải ha. Rồi, bây giờ chúng ta hãy tìm điểm giống nhau chứ không phải khác nhau nha. Which things can you see in both picture? Trong cả hai bức hình thì chúng ta có những điểm giống nhau nào? Tìm điểm giống nhau nha. Which things can you see in both pictures? Look carefully. Look carefully. Oh, the picnic basket. Thank you. Good. The picnic basket. Anything else? The helicopter toy. Yeah. Okay, the toy. Helicopter. Okay. The toy helicopter. Good. Oh wow, now when I look at it again, it is a toy helicopter. Đúng thật, khi mình nhìn lại thì mới thấy nó là toy thật. Tại vì nhìn cái hình bên trái nếu của như cái mà hình. Nếu như mà trong thực tế cái máy bay trực thăng bình thường nếu như nó rơi thì nó bị nổ, nhưng mà đây là nó rơi nó không bị nổ cho nên nó là đồ chơi, là cái đúng rồi con. Không, ban đầu cô nhìn vào cái bức tranh bên trái ấy, cô thấy là cái helicopter đang bay thì cô nghĩ là cái thứ gì đó mà đang bay trên trời thì trông nó bé hơn bình thường đúng không? Nhưng mà sang cái bức hình thứ hai là cái helicopter này nó đậu xuống đất rồi mà nó còn bé kiểu như là gần bằng cái picnic basket nữa nên cô mới biết nó là toy. Giờ nhìn lại mới thấy nó là toy. Ok. Thực tế thì máy bay trực thăng bình thường nó còn to hơn cả cái cây, mà cái này nó bé hơn cái cây. Đúng rồi, good job. To hơn cả cái xe hơi luôn, lại cái trực thăng bình thường to hơn cái xe hơi. Nào, continue. Đúng rồi, to hơn cái xe hơi mà. In the two picture have ducks. Ok, chúng ta nói là both Boats. pictures have ducks nha. Chúng ta nói là both, ở đây là cả hai nè. Both pictures have a duck. Được chưa? Both pictures have a duck. Both có nghĩa là cả hai. Okay, both pictures have a duck. And then anything else? Both picture have a car. Okay, both pictures have a car. Good. Continue. Này khác này. Con diều này này, nó khác. Đúng rồi, con rìa là cái khác. Cái Chúng cây ta nó cũng khác luôn. Lá hình A. Hình A thì có lá, nhưng mà hình B thì trống rỗng luôn. Chỉ có mỗi cành cây rồi. nhưng mà chúng ta vẫn công nhận đó vẫn là hai cái cây đúng không? Đó vẫn là hai cái cây. Đúng Thì rồi, nhưng cô mà mỗi tội là khác về cái lá rồi. Vậy thì cô vẫn có thể nói là both pictures have two trees được chứ nhỉ, đúng không? Nhưng mà cây ấy thì phải có lá thì mới là tree chứ. Còn cây mà trống rỗng lá ấy, thì có thì là cây thì chịu luôn. Ok, rồi, hợp lý, hợp lý. Đúng rồi, cây thì Nhưng phải mà có lá. có thân cây kìa. Thì chúng ta gọi đó là dead tree thôi, là cái cây chết rồi, đúng không nào? Cây chết rồi, dead tree. Both picture have a river. Ok, both pictures have a river, good. Okay. And chúng ta là both pictures have some clouds, đúng chưa nào? Cả hai bức tranh đều có mây. Yeah, both pictures have some clouds. Agree? Rồi, tới. Ken, Yeah. chúng ta có thể nói là both pictures have a man. Hai bức tranh đều có một người đàn ông, đúng không? Nhưng mà Trời còn. ơi. Đúng rồi, both Xáo trộn mày ơi. Tìm điểm giống nhau lung tung hết cả lên. Rồi, ok, good. Rồi, không cần phải chỉ ra như vậy đâu. Cô có thể thấy được mà. Chúng ta xóa hết những cái vòng tròn đi nha. Lung tung hết cả lên. Rồi, cô sẽ xóa hết cái vòng tròn. Cô nhìn thấy được mà. Both pictures have a duck. Or both pictures have a man. Còn cái a man như thế nào thì nó khác nhau từng chi tiết nhỏ. Rồi, chúng ta nhìn lại nè. Both pictures have a man. Both pictures have a helicopter. Oh, A duck. A the mat, pond. the picnic mat.
À, được rồi, the picnic mat. Ok, đúng rồi, chúng ta có picnic mat và picnic basket. Rồi, không sao cả, được rồi. Ok. Rồi, next. Rồi. Ok. Bây giờ chúng ta nhìn vô những cái mô tả này và cho cô biết là nó đang nằm ở cái bức hình A is on the left or picture B on the right. Được chưa? Ví dụ như câu đầu tiên, there are no leaves on the tree. Thì đương nhiên là đó là cái cây ở bức hình B rồi. Ok, now next. There's only one cloud, A A. or B? A, good. Good. Ok, the helicopter is on the B. ground. Ủa? À B. rồi, không không, cái phần này là cô quên mất, cô chưa có bật lên. Rồi, A, B. Thank you. The man's hair is straight. B too. B, good. The duck is bigger. A. Do you can see the red car là A đúng không? Rồi, the truck duck is bigger. Good. A2. Right, the mine is pointing at the helicopter. A more. Ok, another A đúng không? Rồi. The mat is square. B. B, ok, rồi. The man is wearing a blue B2. shirt. Ok, good. Rồi, đúng hết rồi. Không có gì phải bàn cãi nữa. Phần này rất là dễ ha. Now, continue. Complete the sentences. Rồi, before that, chúng ta trước khi làm cái phần complete the sentences. Rồi, bây giờ chúng ta thử chỉ ra những cái điểm khác nhau xem nào. Làm một cái bài chỉ điểm khác nhau nho nhỏ. How In many the differences? picture one, they have kites, but in picture There two, isn't there a isn't kite. Đúng rồi, được chưa? kites. Chúng ta nói là in picture one there is a kite, but in picture two there isn't a kite. Được chưa nào? Nói lại cho cô đấy đi. In picture one. In picture one, there is a kite, but in picture two, there isn't a kite. Đúng rồi, good. Rồi, chúng ta xong là cái kite rồi ha. Rồi, tiếp In theo. the picture one, two trees have leaves. But in picture two, two trees Don't have doesn't leaves, two have trees. leaves. Ok, đúng rồi. Chúng ta nói là in picture one, the two trees have leaves, but in picture two, the two trees don't have leaves. Thấy chưa nào? In the picture one, the two trees have the leaves. But in picture two, two trees Đúng. don't have the leaves. Ok, good. That's really good. Rồi, chúng ta xong cái cây rồi. Nào, continue. No, in the picture one, the car is red. But in picture two, the car is blue. Good, that's perfect. Rồi, không phải sửa gì hết. Đi tiếp. In the picture one, the picnic mat is circle. But in picture two, the picnic mat is square. Good, the picnic mat is square. Good, rồi. The picture one, the dog is big, but in picture two, the dog is small. Good, đúng rồi. Nice. Continue. Chúng ta còn hai In điểm. the picture one, the man is wearing a pink Shirt. Levi's shirt. À, chúng ta chỉ cần give a pink shirt là được rồi. But in the picture two, the man is wearing a blue shirt. Good, a pink and a blue shirt. Good. Anything else you want to add? Chúng ta có muốn chỉ ra điểm khác nhau nào nữa không? Easy. Easy hả? Easy hả? Thanks. Okay, then tell me. In the picture one, the man is pointing At. off the toy at the toy helicopter. But in picture two, the man is calling Is. It's calling. calling. Được rồi. Ở đây thì cô thấy là cái chi tiết và cái người đàn ông này có rất nhiều thứ để kể, cho nên là chúng ta tạm thời dừng lại cái người đàn ông nha. Chúng ta còn mấy chi tiết khác mà ngoài người đàn ông ra nữa mà. Đúng không? Nói về người đàn ông thì nói nhiều cái để nói. Right. Ok, chúng ta có the cloud này. How about the cloud in the two In the picture one, there is one cloud. Đúng But rồi. in picture two, there are two clouds. That's perfect, In đúng the rồi. picture one, the toy helicopter is flying. But in picture two, the toy helicopter
Don't fly. Chúng ta là is Don't. on the ground, đúng không? Là It's đang, on the ground. đúng rồi, đang ở trên mặt đất. Rồi. That's really good. Okay, now continue. Rồi. Đây, bây giờ chúng ta nói lại những cái điểm khác nhau theo như cái mẫu câu này cho cô nha. Rồi, in picture A there's one cloud, but in picture B there are two clouds, đúng không? Rồi, in picture B câu số 2 đọc cho cô nè. In picture B, the man got blonde hair, but in A, he's got brown curly hair. Ok, hoặc là brown hair thôi cũng được, bởi vì ở đây người ta chỉ mô tả đến cái màu tóc thôi. Good. In B. The picnic mat is square, but in A, it's circle. Good. Hoặc là chúng nó là round được chưa nào? Round. Ok. Rồi, in picture The helicopter is on the ground. A. Ok, the helicopter is on the ground. Đúng rồi. Picture B, the cars. Blue and red. Blue and red. Good. Đúng rồi. In A, the man's shirt is Pink and blue. pink and blue. Good. In picture A, the trees. No, leaf and don't have leaves. Ok, chúng ta chỉ cần là don't have là được rồi, được chưa? Yeah. Ok, in picture A, the trees have got leaves, but in B, they don't have. Good job. Rồi, good. Chúng ta chỉ đã hết rồi thì cũng không còn cái gì mà chưa có nói cả. Rồi, ok, Vinh, so can you count? How many letters are there in the alphabet? Easy. How many? 26. 26, thank you, good. Rồi, nếu như mà có 26 chữ cái rồi thì bây giờ chúng ta hãy sử dụng cái 26 chữ cái đó để làm gì? Để điền vô chỗ trống những cái này cho cô nha. Rồi. Message, internet, Rồi, email, chúng ta có thấy text. làm ở nhà luôn rồi hả? Hay vậy? Rồi Yeah. message, đúng không? Message, internet, email, text, Đúng rồi, in. video, website. Ok, text, Phone video, website and gì? phone Phone nền, đúng rồi. Đây sẽ là photos mới đúng nha. photos Đấy chưa? đang toàn hay nhầm hàng cái Không, cái bài này nếu như mà Vinh chịu giải mật thư do kiểu như là giải đố thì nó sẽ rất là thú vị nè. Ví dụ như ở đây cô có một cái bảng chữ cái đúng không? Rồi sau đó là cô đánh số thứ tự cho từng cái bảng, cho từng cái chữ được chưa nào? Đánh số thứ tự cho từng chữ. Rồi bây giờ ở đây nó đang giải đố là hãy nhớ lại thứ tự của từng chữ cái rồi sau đó là viết xuống cái từ tương ứng thì nó sẽ ra được cái câu đố của mình. Đó, ví dụ như ở vị trí số 5 chúng ta có E đúng không? Vị trí số 5 chúng ta cần một cái E nữa và số 20 nó sẽ là chữ T thì chúng ta được chữ Internet. Được chưa nào? Yeah. Đó. Email, text, video, Video, website. website, photos. Ok, photos, that's good. Rồi. Bây giờ cái nhiệm vụ của chúng ta là phải nhớ những cái từ này này rồi sau đó là đem qua để điền vô cái bài này. Easy. Easy nữa hả? Điền được luôn hả? Ghê vậy? Rồi, điền được bài này là hơi bị đỉnh đó. No. I don't Okay. think my Okay, message. I. Email, Okay, my message đúng message, không? email, internet. Từ từ để xíu. Message. Okay, email, internet. Đúng rồi, tiếp. Internet. Photos. Photos. Ooh, good. Video. Video, good. Photos more, video more, and website. Wow, okay. Rồi làm cái phần này có lâu không? Mà sao là đúng hết rồi vậy? Làm phần này lâu không? Không. Không hả? Okay, really good. Okay, that's really good. Rồi, bây giờ chúng ta đọc lại cái bài này cho cô nhé. Đọc từng khung thoại cho cô. Rồi cô sẽ đọc cái chữ này trước này để mình lưu ý nè. I'm calling you because I texted you this morning, but I don't think you got my message. Okay, repeat. I'm calling you because I texted you this morning, but I don't think you got my message. Good. Rồi câu này có nghĩa là gì? Này, tôi gọi bạn à, tôi gọi Tôi đang gọi cho bạn bởi vì tôi đang gọi cho bạn bởi vì texted, texted như hồi nãy cô nói đã là làm cái gì trên trên điện thoại nhỉ? đã nhắn Đúng rồi. đã nhắn tớ vào buổi sáng nay, nhưng mà tớ không nghĩ cậu nhắn tin cho tớ. Rồi, ok, gần đúng. Cái này chúng ta dịch thoáng hơn một chút xíu nè.
Tớ đang gọi cho cậu bởi vì tớ đã nhắn tin cho cậu sáng nay, nhưng mà tớ không nghĩ là cậu nhận được tin nhắn của tớ. Được chưa? I don't think you got my message, là tớ không nghĩ là cậu nhận được tin nhắn của tớ. Được chưa? Rồi, tiếp đọc câu số 2 cho cô. And I can't email you because there's no internet Ok, rồi câu này nghĩa tiếng Việt sẽ là here. Và tôi không thể dùng email vì tôi không có internet. đúng rồi, đó là dịch khá là thoáng rồi, nhưng mà còn dịch mà đúng từng chi tiết ấy, nó sẽ như sau: và tớ không thể email cho cậu, được chưa, bởi vì không có internet ở đây, bởi vì ở đây không có internet. Rồi rồi đọc câu tiếp theo cho cô. I've got I've got lots of photos on my phone because I'm taking pictures of everything. very good. Rồi câu đó nghĩa tiếng Việt sẽ là Tớ có bị mất một số đâu bị tôi mất có hả? tớ có nhiều bức Đúng ảnh rồi. ở trên điện thoại vì tớ chụp mà tất cả mọi thứ. Đúng rồi, chính xác rồi, tớ có rất nhiều hình bởi vì tớ chụp nó tất cả mọi thứ, đúng, tốt. Rồi, next chúng ta đọc câu tiếp theo cho cô. Rồi. Tớ đã làm một video cực kỳ tuyệt vời về thác nước đẹp ở thác nước đẹp mà vào ngày hôm qua. Đúng rồi, tớ đã ngày tức là ngày hôm qua tớ đã làm một cái video rất là thú vị về một cái thác nước đẹp, được chưa nào? Rồi chúng ta đọc tiếng Anh câu này đi, vừa rồi chúng ta dịch chứ chưa đọc nè, đọc tiếng Anh. I made a really exciting video of a beautiful waterfall yesterday. Good, đúng rồi, good. Rồi, I would like to add the photos and the video to our website. Rồi, repeat. I'd like. Tớ thích thêm vào bức ảnh và video ở trong website. À, chúng ta sẽ nói là tớ muốn nha, chứ không phải là tớ thích. Tại vì ở đây có chữ D này nè. Chữ D này nó là đang đang viết tắt của I would like. Được chưa nào? Mà I would like sẽ là tớ muốn. Được chưa? Được chưa? Rồi tớ muốn thêm cái hình ảnh và video vào cái trang web của mình. Được chưa nào? Đọc lại cho cô đi. Đọc, đọc tiếng Anh lại, đọc tiếng Anh cho cô. I'd like. Like to add the photos and the video to our website. Thank you. Đúng rồi, ở đây chúng ta hiểu là tớ muốn thêm cái ảnh và chạy và ảnh và phim vào cái website của mình, được chưa nào? Rồi, ở đây cô có ba cái câu này, ba câu hỏi. Did Nick text Yes. me? Ok, yes he did. Đúng rồi, và nhưng mà bạn là May không có nhận được tin nhắn đúng không nào? Did Nick use his phone camera? Use his phone camera? Yes or no? Did Nick use his phone No. camera? No, nếu như mà bạn Nick này không sử dụng cái camera trên điện thoại thì làm sao mà chụp được hình và cả quay được phim ta? Ờ, trời ơi. Rồi. Okay, did Nick use his phone to send emails? No. Yes or no, because that's Is don't have internet to send emails. I đúng think rồi. it's so exotic. Rồi, right. Ở cũng bình thường mà có một số nơi mà người ta không có cung cấp email, không có cung cấp wifi ấy, thì làm sao mà có mạng được đúng không? Vinh á, Vinh thử nghĩ coi là bây giờ ở Việt Nam đúng không? Đi ra ngoài đường đến bất kỳ quán cà phê nào cũng sẽ có wifi để cho mình vào mạng. Nhưng mà ở nước ngoài không có vụ đó đâu nha. Ở nước ngoài khi mà mình đi uống cà phê thì không có được lấy wifi của quán đâu. What? Ừ, đúng rồi. Ở nước ngoài người ta không có chia sẻ wifi của quán cho khách đâu. Thấy Thế? thế ra là thành ra là Việt Nam mình hiện tại là đang rất là tiện về cái việc mà ở đâu cũng có wifi hết, đi vô nhà nào cũng có wifi, chứ còn ở nước ngoài thì không, wifi chỉ có ở nhà thôi. Rồi, is May excited about seeing the photos and videos? Yes. Okay, very easy, that's good. Rồi, đọc lại cho cô một lần nữa chữ này trên màn hình. Chúng ta đọc chữ này là Internet. internet, very good. Chúng ta để ý cho cô là chúng ta có hai âm T ở trong cái từ internet này đúng không? Một cái ở giữa và một cái ở cuối. Vậy thì khi đọc những cái từ mà có cái âm T ở cuối, nhớ chú ý phát âm nó đầy đủ cho cô nha. Internet. Internet. Good, đúng rồi, đó là âm T. 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 Rồi.
Rồi, đọc cái câu này lên cho cô đi. Nick can get onto the internet in the countryside. Rồi, Vinh, cái cách mà Vinh đang đọc ở đây ấy, đó là Vinh chặn bớt cái âm T ở cuối mỗi từ này đi. Get đúng rồi internet. đúng rồi khi mà đọc riêng ra thì Vinh đọc rất tốt, nhưng mà đọc ghép thành câu ấy, thì Vinh đang chặn bớt cái âm T này đi, cho nên là khi mà đọc cái chữ can't này thì cô không nghe ra can't mà cô nghe ra can này, tức là có thể, được chưa nè, chú ý cho cô nha. Nick can't get onto the internet in the countryside. Cố gắng điều khiển cái miệng của mình làm sao mà đọc được hết cái âm T này nhé. Lại một lần nữa. Nick can't get onto the internet in the countryside. That's perfect. Đúng rồi, chính xác. Âm T ở cuối mỗi từ là phải như thế. Rồi, đó, được chưa? Tiếp, câu thứ hai. Nick and May want to put a video on their website on Monday. Ok, chỗ này thì chúng ta có một chữ website là chúng ta đang bị chặn âm ở ngay cái chữ T này này. But that's ok, nếu mà chỉ xuất hiện một lần thì không sao. Tức là chỉ bị chặn một lần trong cả câu thì không sao, nhưng mà bị chặn nhiều lần như ở trên câu đầu ấy thì nó mới là vấn đề. Câu này có website này, có cả âm T luôn nha. Nick and May want to put a video on their website on Monday. Đó, thử thách bản thân xem sao đọc cả ba câu mà cô nghe được cả ba âm T xem nào. Nick can get onto the internet in the countryside. Không, cái câu số 2, cái câu 1 nãy mình đọc rồi mà. Ủa. Nick and May want to put a video on their website on Monday. Đó, cái âm T là chữ cuối với website chúng ta còn bị yếu nha. But that's okay, though. Không sao. Đó, thì chờ ở đây người ta đang nhấn mạnh là cái website này nó có âm T đó. Rồi, okay. That's all for today. Cái bài hôm nay đến đây thôi. Thế là hết rồi. Cái nội dung cuối thì đến hôm nào đó cô sẽ dạy tiếp cái nội dung cuối nha. Còn bây giờ thì chúng ta hết giờ học rồi. Chúng ta kết thúc bài ơi, đây. Cái chỗ tìm hai từ có âm D nhưng mà đọc thì nó là T ấy. Nó hôm qua em suy nghĩ được nửa tiếng rồi nhưng mà cũng chỉ nghĩ ra được từ phone thôi. Từ phone hả? Từ phone, tại sao vậy? Từ phone đâu có đâu. Ý của em là phone mà đuôi ed đúng không? Chúng ta muốn nói là phone mà đuôi ed đúng không? Phone đuôi ed. Thật tiếc với Vinh thì phone mà đuôi ed đó thì cái đuôi d đó chúng ta không có đọc là gì? Không đọc là t. Cô sẽ chỉ cho mình một từ khác. Đây là từ walk. Đó là từ đi bộ, được chưa nào? Được chưa? Yeah. Walk, đi bộ, được chưa? Rồi còn từ nào nữa? Từ talk, đúng không? Talk. Walk, talk, kết thúc bằng D nhưng mà đọc là T đó. Walk, talk. Rồi còn từ nào nữa ta? Let's see, I'm thinking. Cô nhớ là có nhiều lắm. Rồi. Anything else? Và Vinh còn nghĩa được từ gì nữa không nhỉ? Rồi ví dụ như là từ này chúng ta có washed. 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 Đúng rồi, được chưa? Đó. Vậy thì điểm chung của những cái động từ này là gì? Đều là động từ có đuôi ed hết. Tuy nhiên khi mà bỏ cái đuôi ed đi nè, khi mà bỏ cái đuôi ed đi thì cái âm cuối cùng trước khi thêm ed ấy của nó đang là những âm âm gió. Gió tức là sao? Là chúng ta đọc cái âm cuối đấy, gió sẽ đi ra từ trong miệng. Ví dụ như bỏ ed đi nha, cô sẽ có wash. Có phải là cô đang đưa gió ra khỏi miệng không? Wash, đúng không? Đúng không? Có gió. Wash. Wash. Đúng rồi, có gió. Rồi wash. Chữ walk. Walk, đọc thử walk có gió không? Chắc chắn có, đúng không? Walk. Đúng không? Gió rất là rõ ở ngay cái âm ca, và talk cũng vậy, talk có âm gió ở ngay cuối ca, được chưa? Điểm chung của tất cả những động từ này là khi bỏ ed đi thì cái âm đuôi cuối cùng ấy đều là những âm gió, tức là gió sẽ đi ra từ cổ họng, được chưa nào? Đó, gió đi ra từ miệng. Và những cái động từ mà kết thúc bằng âm gió đấy khi thêm đuôi ed vào, đuôi ed này sẽ được đọc là t. Được chưa? Rồi, đọc lại một lần nữa ba cái động từ mà có ed này cho cô đi. Wash. Có ed nhá, có ed.
Đúng rồi, walked. Và cuối cùng là? Talked. Đúng rồi, talked. Được chưa? Ok. Rồi, good. Rồi, vậy thì chúng ta giải đáp được cái thắc mắc này chưa? Rồi. Ok, thank you. Rồi. Good job. I will see you again on Saturday. Để cho con sẽ gặp lại Vinh vào thứ bảy tuần sau nhé. Dạ. Yeah. Rồi nếu như có lịch thay đổi gì thì nhớ báo cô sớm nè. Ok. Bye bye. Ai ơi. Cuối tuần sau ơi cũng học chiều nhá cô ơi. Cuối tuần thứ bảy cuối tuần sau em cũng lên trường rồi học trống luôn rồi. Rồi vậy thì chắc là chúng ta học 4 giờ chiều như hôm qua nhé. Cũng được. Ok, 4 giờ chiều nhé, chứ tại vì là 3 giờ là cô dính rồi, 3 giờ cô dính rồi, 2 giờ nếu mà chúng ta không dậy nổi thì chắc là không có học được. Nếu mà muốn học sớm thì học 2 giờ thôi, chứ 3 giờ cô có ke rồi. Nên là 4 giờ, trước mắt cứ 4 giờ nhé. Dạ. Ok, right, see you. Goodbye, teacher. Goodbye, Vinh.